Chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV của mình nha các bạn. Trước tiên thì mình cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh ủng hộ vợ chồng mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video và chút nữa mình sẽ chuyển vô đất làm nha các bạn. Mà các bạn biết rồi, tháng mưa này nè các bạn, đất làm cũng ít mấy các bạn ơi. Chuẩn bị vô làm, giờ cái đường đi rất là xa các bạn ơi, mà bằng chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ chứ gì. Mà mình bằng thì mình cũng biết thì bằng phải có ít có nhiều các bạn ơi. Giờ mình làm giúp cho anh em trước đi, rồi sau này anh em sẽ chủ đất rồi đó. Làm nhiều rồi ảnh sẽ điện mình à. Đường đi giờ bò tới đất cũng xa các bạn, cũng không xa gì mấy mà đường khó đi, với điện với đài quá trời. Giờ chủ đất, giờ anh em không, giờ kêu làm mà giờ mình từ chối cũng không có đành các bạn ơi. Chỗ này rất là khó đi nha các bạn, hơi hẹp đó nha các bạn, cây cối rất là nhiều các bạn ơi. Các bạn ơi, giờ tới đất mà đường vô vất vả các bạn thấy không? Dây điện nào không các bạn? Phải có người đỡ mới qua được các bạn ơi. Đi đỡ. Bạn thấy vô cái đường thấy mình thấy nản liền hả các bạn? Mà bò xuống tới dưới kia làm dưới kia các bạn, phải đây nha các bạn. Đây đường vô thôi các bạn ơi. Cộng này mới đỡ chút nữa mới được. Ao này cũng lỡ hết các bạn ơi, giờ ảnh tính dập mồi rồi quay các bạn, cao quay là mình cao thấy nó bung các bạn, cái có cái dàn cào á, mình nó kéo bùng đi hết, tại ao này rất là lầy, rồi kéo bùng hết này mới thả các bạn. Ủa chừng nào mới cào anh Lành? Chừng nào mới cào? Ủa cào này rồi không anh?
rồi. À, nước nhiều quá giờ bơm nước ha. Mấy người đó ít rồi anh ơi. Ít rồi. Dạ. Hôm nay cào thường không anh? Đây cũng có làm đây anh vậy. Dạ. Dập mỗi gì có nhiêu á, dập chắc vài tiếng hơn, vài tiếng hơn đây. Bây giờ anh em cần rồi mình đâu bỏ người ta được đâu anh. Của bạn mỗi nhiều quá các bạn ơi. Giờ mình dập mỗi đặng cho mấy anh này á các bạn. Bơm nước mà các bạn thấy mỗi mà nó qua mấy anh bơm nước từ sáng giờ mà không cạn kịp á các bạn. Giờ mình làm mình ngăn nước lại đặng được cho nước chảy vô các bạn ơi. Cho anh bơm. Thì bên đây thì nước nhiều quá các bạn ơi. Anh nói nó làm đỡ nuôi vụ này cái vụ sau anh làm lại hết luôn các bạn. Này phân là bao luôn các bạn. Mà anh chủ đất kêu mình sửa sơ sơ thôi các bạn, để vụ sau làm luôn. Mà mình thấy mình làm cho hết chứ mình làm sơ là mang tiếng chết các bạn ơi. Mình phải làm cho hết mới được. Các bạn thấy lỗ mồi nãy không? Vậy rồi má thì rất không đóng được đâu. Đất này sao mỏi quá các bạn ơi. Chảy bên đìa bên đây chảy qua các bạn. Nó chảy qua máy bơm không xiết luôn các bạn. Vậy làm sao nuôi tôm? Mấy anh cào lầy đang đợi nước cạn mới cào được các bạn. Cái đoạn này các bạn hơi bị nhỏ các bạn ơi, bờ nó mặt bờ nó hơi nhỏ nên mình phải banh ra mới được. Đợi mình để cho mình đi luôn, mình đi trên mặt này bờ này các bạn, cái xe mình nó bị sập nha các bạn. Nay làm có mấy anh cào lầy cũng vui,
Nghỉ rồi. Tới bụng rồi. Chỗ nào? Đây là cái dàn cào nè các bạn. Bùng đổ ở đây luôn các bạn. Bạn cái ao bên đây là lúc trước mình làm video trước đó các bạn. Ban bờ cho anh trồng cỏ nè các bạn. Anh trồng rồi luôn mà tại vì nước này nè. Bên bùng nó bên bùng mình đây bơm qua cái có nước đó các bạn. Với cỏ này anh trồng cũng chịu nước nè các bạn ơi. Về nghỉ trưa hết rồi các bạn ơi, giờ mình ra mình làm cái mọi bờ này cũng dễ làm các bạn, dễ hơn cái bờ bên kia. Các bạn biết lý do tại sao bờ bên kia nước quá cao mà ở bờ lại nhỏ nữa các bạn. Khi mà mình móc á, mình móc mọi về đó các bạn, cái đất ở bên đây nước cao nè, ép nước qua các bạn, nó bể các bạn ơi, khó làm dữ lắm các bạn ơi. Mưa tới nữa các bạn ơi, tranh thủ làm cho rồi cái này để mưa tới cái nước mưa các bạn, cái nó mới nông vô cái bờ của mình nữa các bạn, khó chứ bờ lắm nha các bạn. Mọi bên đây các bạn nước cao dâng lên đó, mình móc sâu đâu có được đâu, nãy giờ mình bò cho nó dẻ xuống mà chắc có thể hết mọi các bạn, quá trời nước cao luôn mà nó dâng qua. Mình móc xích xích lẹ lẹ các bạn, để móc chậm quá nó bể luôn, là bể đất luôn các bạn, nước nó tràn qua đây là chết luôn, không có đường giá luôn các bạn ơi. Nãy giờ cái bờ này ở đoạn này mình sửa rồi nè các bạn, mà mỗi hồi nãy lúc đầu mình dập á các bạn, mình bò cũng dữ lắm mà cũng còn mỏi các bạn ơi, nên giờ mình phải dập lại các bạn để mình đi rồi còn mỏi nữa thì tôi nghiệp bên chủ nhà các bạn ơi. Tôm nha các bạn, làm nương nương cho bên đây các bạn ơi, để nước hết qua cái chủ nhà bên đây con kiếm mình à.
mình thoải mái dữ nha các bạn. Đặng mình làm rồi cái gì đó mình chưa có được hay á, rồi mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Mới làm xong hết các bạn ơi. Mình không có nhiều hết rau các bạn ơi, cực khổ quá. Các bạn xem kênh mình, các bạn đăng ký giùm mình nghe các bạn. Đặng mình có được một cái động lực á, mình làm một cái video sau hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn ở video gần nhất.